kích đấy, tất cả người dinh vào ra bốn con sò đấy. Bốn con này đẩy ra bốn con sò đẩy ra loa rồi lên Cái chân nóc này đẹp keng luôn, đẹp không điểm trừ đấy các bạn. Đấy, vân gỗ này các bạn, vân gỗ này bóng piano sang trọng luôn nha. Con này các bác đánh lo châu Âu, lo Mỹ, lo Nhật đều tốt hết nha. Đặc biệt cua dòng này nó cho ra tiếng bass mềm các bác, và nghi càng lâu càng hay, nó kiểu như là class A, phục vụ nghi Nhật vàng rất là tốt. Bass mềm xuống sâu này, phía sau này các bác thấy có thanh gỗ keng luôn, có cái rack mạ vàng, điện 100V 220W nha bác, điện 100V 220W, đánh hai cầu loa ABA cộng B, trở kháng là 4 tới 16 ohm, có thanh gỗ nha, mà keng. 9 triệu 5 nha bác, bao gồm phí ship. Đối với em này các bác chơi bass 30 thoải mái nha. Nhưng dòng loa JB bass 30 là 4312 này các bác, L50, L36, L56 vân vân đều ghép tốt. Nó về mà răng thì ghép JB là tuyệt vời. Đi dưới đất này, đánh hai cầu loa ABA cộng B nha. Còn chơi loa boss thì đánh được hai cặp boss 301 series 3, một cặp 751. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Con này rất là mới nha, bác nào lấy là alo cho em. Em này chạy là 8 sò nha các bác, chạy 8 sò khỏe lắm, 8 sò 230W, đánh hai cầu loa ABA kèm B. Đây các bác cùng xem độ mới của máy nha, máy đẹp long lanh luôn, đạt tiêu chí vừa nghi vừa trân, tất cả zin tuyệt đối nha, máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Sau đây em mời các bác cùng xem luôn nội thất bên trong để các bác xem cái độ đẹp của từ linh kiện nó như thế nào nha. Đây mời các bác và tất cả các anh em đang xem kênh video này thì xem độ đẹp của con Marang này. Mé cấu hình lớn nên là sử dụng 4 tọa độ nguồn và một cái tăng phô, và em nó chạy tới 8 sò nha bác, này 8 sò nha. Đấy, 4 xanh 4 đen nha, 4 xanh 4 đen. Một vế là hai đen hai xanh này. Đấy, bên kia là hai đen hai xanh, hai đen phía bên cuối này các bác. Đấy, hai đen và đây hai xanh này, tổng là 4 xanh 4 đen nha bác. Đây là các bác thấy linh kiện này, nó mới. Đây là hai cái rờ le cho hai cơn này, rờ le. Đây phần rề, đây đồ mới sản phẩm này các bác. Sau đây tem lên sườn này, đây, sườn này các bác, ốc ác mà đồng hết nha các bác. Đấy, các bác có thể xem được đồ đẹp sản phẩm nha. Con này 9 triệu 5 bao ship nha, chuyển khoản đủ thì vẫn bớt cho các bác 200.000, và còn 9 triệu 3 bao ship, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên, cọc thì vẫn giá 9 triệu 5 nha các bác. Tại vì cọc tiền tốn tiền phí tu hộ nên em không bớt cho các bác được, này các bác thông cảm nha. Thì cơ bản là giá em đưa ra cũng rất là tốt để các bạn sở hữu một con ba răng 74D hàng tuyển hoa hậu nha, 9 triệu 500 nghìn. Rồi các bác nào yêu thích sản phẩm bên em thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, chốt sản phẩm nào cọc tiền hay là chuyển khoản đủ em chuyển hàng tận nơi tất cả các bác nha. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Cực kỳ tốt để các bác mình sở hữu và sưu tầm G7007 đèn tia. Đây đèn tia hai bên khi đánh nhạc, hiện tại đang đánh nhạc này. Đấy, hiện thị cho các bác đây là phần thông số radio. Đèn em thì màu vàng mới keng, đánh hai cầu loa ABA cộng B công suất lên tới là 430W, nên các bác vô tư mình ghép loa, không ngán loa gì hết các bác. Con G7007 này cực đẹp ấy. Em chiến năng giao các bác là 22 triệu bao ship nha. Giá thì các bác không cần phải lên tay, về độ giá thì bao giá cho các bác luôn, và bao là hàng đẹp, cực đẹp cho các bác, hàng chuẩn chưa qua tay sử dụng người Việt Nam nha. Các bác nhìn từ phía trên nắp này, đấy, ngắt ngay thế này nha. Đây là cạnh bên tay trái này các bác, rất là nét. 22 triệu bao ship tận nơi nha, chuyển khoản đủ bớt 200.000. Đấy, em cân đối cho các bác hết rồi, nên các bác chỉ việc yêu thích và mình các bác cứ alo cho em thôi. Còn về chất lượng và độ đẹp, tất cả máy bao zin và bao làm máy từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Phía sau là anten này các bác, series là 1067, các bác nhớ giúp em. Nhiều bác cái kỹ thì vẫn thích xem series series gì đó thì nhớ giúp em là 1067 nha. Và chỉ có một con 7007 thôi mới kem 120V, tại vì nó ở thị trường Mỹ các bác có thể chuyển điện được. Đây, nó thông số của nó là trang bị 4 cầu điện 100, 120, 220, 240, và công suất lên tới 430W, đến hai cầu loa ABA kèm B. Đây là tổng quan và độ đẹp phía sau, nói chung kèm hết các bác.
không điểm trừ. Các bác ghép loa Mỹ, loa Nhật, loa châu Âu đều tốt, đặc trưng của dòng G rồi. Dòng G thì dòng nổi tiếng và chuyên dễ, cực kỳ dễ ghép loa, không kén loa gì các bác, vừa nghi vừa trưng bày. Chỉ có một em duy nhất thôi nha các bác, 22 triệu bao ship tận nơi, chuyên khoản đủ thì còn 21 triệu 800 bao ship. Mọi chi tiết các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại trên. Rồi sau đây em mời các bác đi vào nội thất bên trong của con G7700 này. Đây là cấu hình cũng như là độ đẹp bên trong của con G7700 em mới về xong sáng ngày hôm nay. Các bác sẽ thấy tăng phô rất là lớn, to hơn tăng phô còn 7500 luôn nha. Đây, hai tổ lọc nguồn, chỉ số là 10.800W, 80W, có 80V này các bác. Đẹp keng hết nha. Đây, còn đây là cái phần của khiển của phần hiển thị, phần rề âm sắc, 4 con kích đấy, tất cả nguyên zin và ra 4 con sò. Đây, 4 con này đẩy ra 4 con sò, 4 con sò đẩy ra loa. Rồi le. Máy đẹp keng hết nha các bác. Đây là phần chuyển điện nha. Hiện tại đang nó ở Mỹ là điện 120 này. Các bác có thể chuyển cầu qua, cực kỳ đơn giản luôn nha. Máy rất đẹp, zin tuyệt đối cho các bác nha. Máy chất Mỹ về thì các bác yên tâm. Đây, cầu chỉ sứ này. Có thể còn nguyên luôn nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Thì cơ bản các bác xem tổng thể và độ đẹp của máy thôi, còn tất cả em bảo hành nguyên zin và máy bên em bán ra bảo hành trọn đời máy nha. Ví dụ các bác có thể xài 3 năm thì núng nít nó rột rạc hay là nó bẩn gì đó là các bác có thể gửi về, em bảo hành bảo trì trọn đời cho các bác. Đó là những sản phẩm bên em. Vừa rồi các bác, một bác ngoài bác cũng gửi vào một con EDX950 mua 2011 đấy, bị rột rạc. Thì ba âm ly cổ mà xài 3-4 năm rồi sử dụng rạch, bác gửi vào thì em vẫn bảo trì cho các bác bình thường là xong ngay thôi.